Thì cũng sẽ đi du ý một vòng xem Sài Gòn mình cái không khí nô nức chuẩn bị Tết sẽ như thế nào. Bây giờ em đang ở Sài Gòn tại vì em muốn biết thêm về một Tết là không khí Sài Gòn là sao. Muốn biết là người ta ăn gì, làm gì, chúc Tết thì sao? Chúc Tết làm sao đúng không? Rồi, coi như hôm nay bằng kinh nghiệm của cô Đào sẽ dẫn cô Na mình khám phá coi một góc nhỏ của Sài Gòn không khí Tết nô nức làm sao nha. Ok. Ok. Let's go. Let's go. Cùng đón Chúa xuân đang giáng xuống trần. Thế gian lắng nghe từ xuân mừng. Kiếp hoa hết phai đi hương phấn. Nào ai hăng hờ xuân vẫn ngóng chờ. Em biết ăn dưa. Ăn gì? Hạt dưa. Hạt dưa thích. À ok. Hạt dưa thích thì mình có cái này là hạt dưa nè. Hạt dưa bán sai chị. Lấy em nửa cái hạt dưa. Ủa hai loại khác nhau hay giống nhau vậy? Cái lớn cái nhỏ thôi chị. À. Cái hộp lớn cái hộp nhỏ. Rồi. Cảm ơn lời. Biết ăn mà đúng không? Biết ăn thì ăn thường mà. Ừ. Dạ rồi. Em muốn lấy cái này không hay lấy hạt dưa thôi? Lấy hạt dưa thôi. Ừ. Em không thích ăn cái này tại vì làm biến lộn. Ừ. Đây là khu ăn uống. Dạ. Đó, còn đây là người ta sẽ gọi là bán nhang đèn. Biết cái này cái gì không? Lì xì. Yes. Tết này có tính lì xì cho ai không? Không, không lì xì cho ai. Không lì xì mà chắc sẽ không nhận lì xì luôn. Tại vì bây giờ mình lớn rồi. À, ok. Không nhận lì xì. Đợi chị xíu, chị cần mua đồ này. À, chú ơi. Cho con nhang 3 cây á. Mà loại bự á. Wow, cái này là gì vậy? Đây là cây nhang. Thường thường em sẽ thấy không? Đó, nào là đủ loại hết trơn á. Cái này ở Việt Nam mình luôn, hầu như luôn. Cái này người ta gọi là cúng giao thừa nè. Mình cũng sẽ thắp cái gọi là ba cái nhang đầu tiên. Tôi nói trình ông bà để mình đón một cái năm mới mình sức khỏe, mình xin bình an. Mấy nhang này là nhang đặc biệt của Tết? Thông thường là sẽ có dịp đặc biệt, thường thường là cúng hay là mình đi đền, đi chùa rồi sẽ cúng. Nhưng mà Tết thì thường thường các nhà sẽ mua những cái đẹp mà người ta kêu vào đầu năm mua cái gì cho lên cho đẹp. À, còn đây đó em thấy nè, đó đây đây là nhang thường, nhang đẹp, nhang thơm. Cô cho con một bộ đón ông táo với lại bộ đón ông bà. Em thấy không, đèn cầy á, nó thường thường đó để lên rất là nhiều, rất là mẫu mã. Cho, tại vì cho đem phúc vô nhà đúng không? Ta kêu là xin may mắn. Xin may mắn. Đúng rồi. Còn bây giờ là sẽ có những cái gọi là cái gọi là tập tục riêng á. Giống như em sẽ thấy là thường thường người ta kêu là có 23 là đưa ông táo nè. Thường thường là bắt đầu là mình sẽ có những cái đồ rước ông táo. Hôm trước nhà đó, đây là bây giờ đây là bộ đồ ông táo. Đó, chị sẽ đón ông táo về nhà chị. Ông táo là ai? Ông táo là người mình giải thích là nấu cơm cho mình ăn á. Người ta kêu là nấu cơm cho ngon á. Ông táo sẽ có cả một cái sở thích rất dài. Đó. Còn đây là bộ đồ đón ông bà về ăn Tết với mình. Ta kêu ông bà mà mất đi rồi nhưng mình vẫn mời ông bà về với nhà mình để mà ăn Tết. À, cô cho con tiền nữa. Tiền mà tiền giấy nha cô. Mình sẽ mua tiền. Tiền giả đúng không? Đúng rồi, tiền giả. Thường á, như chị có đi diễn ta kêu là tiền đạo cụ. Wow. Đây, 500 ngàn. Lúc em biểu diễn DJ em sẽ lấy tiền quân ra trong rồi ok tiền đô luôn, chị có trả cho em tiền đô luôn. Wow. Đâu like it. Yes. Đây tặng em. Ok, hôm nay Selena sẽ bỏ tiền thiệt để mua tiền giả.
No, tiền đô. Tiền đô, okay. Tiền Việt đổi tiền đô. Và Selena nói tối nay sẽ tại vì Selena là làm DJ. DJ sẽ phát tiền. Phát tiền cho người, mỗi người trong sân khấu. Ok, ghê ghê rồi, tặng em bỏ túi. Ok, cảm ơn. Thấy không, có đầy đủ hết á. Có dưa hấu, có quần áo, có củ kiệu. Mình lên trên cái mình quẹo qua nha. Rồi, mình đã đi một vòng chợ và bây giờ trở lại về điểm cũ. Bây giờ mình đi mua trái cây đúng không? Đúng rồi, mình sẽ mua trái cây. Rồi bây giờ mình chào ông, mình đi nha. Ở đây người dân rất là gọi là tín ngưỡng và tin thờ, gọi là hàng ngày hay dâng hương lên để mà xin mình buôn may bán đất á em. Cái không khí em thấy lúc nào cũng có kêu là khói nhang nghi ngút. Ngày mai cùng nâng chén nâng ly chúc mừng xuân sang, bắt xuân chúc nhau bình an. Thông thường tại vì hôm nay mình đi sớm á nên là không thấy cái sự tấp nập náo nhiệt á. Chứ nếu mà mình đi trễ một xíu nữa thì rất là đông. À, em không thích đi mà đông, nó khó chịu. À thì đúng rồi. Dạ. Bởi vì mới rủ đi sớm. Dạ, đi vắng thì nó thoải mái hơn. Ở siêu thị cũng có, ở đâu cũng có. Nhưng mà tại sao ra chợ lớn? Bởi vì mình sẽ được lựa nhiều hơn một xíu. Dĩ nhiên là cái giá chợ lớn có rẻ, nó sẽ rẻ hơn. Rẻ hơn. Ở đây á, nếu mà ví dụ như chị mua nhiều hoặc nhiều thì sẽ ra đây. Còn nếu không mình mua ngay gần chỗ mình thì nó khỏe hơn, nó sướng hơn. Mắc hơn một xíu mà đỡ di chuyển. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ quẹo phải. Em sẽ thấy tất cả các gian hàng đều tập trung về đây hầu như rất là nhiều. Rồi sau đó là mọi người ở trong cái chợ nhỏ ở trong nội thành của Sài Gòn mà nó mới ra đây lấy. Em có biết cái mâm ngũ quả người ta hay nói có gì không? Không biết mâm ngũ quả là gì. Mâm ngũ quả là sẽ có 5 loại quả để mình cúng và dâng hương lên cho ông bà. Sẽ có mâm ngũ quả. Ok. Ok. Năm. Chưa đủ sai đó. Đó, thấy chưa? Ngũ quả là cô nói rồi đó. Cô nói rồi. Câu. Chưa. Đủ nè, xài nha. Rồi cái trái thứ 5 là trái gì? Thanh. Dạ bây giờ mình sẽ đi theo thứ tự là cầu vừa đủ xài đây. Cái cầu. Đó, bây giờ mình em cầm một cái cầm. Rồi. Rồi để cho cô đi chút cô cân tính tiền nha. Rồi tiếp theo là trái dừa. Có nhiều người người ta sẽ không lựa trái dừa tại người ta muốn là cầu dư đủ xài. Thì ý là gì? Thì cứ như là cái dụng ý ở trong á, dừa ta kêu dừa dừa, ta thích cầu dư luôn. À giờ cái tem lựa đu đủ. Na lựa một trái đu đủ đi. Trái nào? Làm sao mình biết trái nào nó ngon? À, theo như là cô Đào á thì là tôi thường lựa trái nào mà tròn chỉnh ta kêu trái đẹp á. Ví dụ trái này đã nhìn thấy. Nó ví dụ cho mình có tay cầm thôi. Để lấy trái này đi. À, ok, này rất là nhiều, ví dụ mình coi nè. Lấy trái này đẹp. Trái này đẹp hả? Tại sao nó đẹp? Nó già xài nó ngọt mấy. Lấy. Không ấy lấy trái bự á. Lấy trái này đi. Lấy trái này phải không? Dạ. Rồi em lấy trái này. Bây giờ mình quả số 5 là thanh long. Mình thanh long là mình hay nói là cho nó thăng hoa lên á. Sẽ lựa cái nào cái cuốn nó phun lên em. Phun lên hả? Đó, ví dụ là nó phải sung túc lên. Em chọn một quả em thích đi. Ví dụ quả trong hay cái nào. Này. Trái đó. Này đẹp. Đẹp đúng không? Rồi, dạ. Em 34 ngàn. Rồi ok. Vậy là cô Na đã có được mâm ngũ quả cho mùa Tết năm nay. Rồi, con chào cô. Dạ, cảm ơn. Rồi, năm mới phát tài đúng nha. Đúng rồi, yeah. Để mãi đừng già. Okay. Chưa chồng thì có chồng mà chưa có người yêu, có người yêu. Ok, yes. Em có chúc lại gì cô? Chúc cho cô may mắn, sức khỏe, nhiều tiền. Con chào cô. Thông thường không biết chúc gì á, chúc cô dạng sự như ý. Dạng sự như ý. Là cái câu ví von là dạng sự là cái gì cũng được á. Dạ, dạng sự như ý. Như mọi năm rộn ràng gần Tết, kia mai đào bánh chưng xôi đình mâm, ông bà vui đợi ngày mừng tuổi đàn cháu về, nỗi hân hoan nào nguôi. Xuân mau về đây, xuân mau về đây, có ai đang chờ giang, ai đang đợi ngày xuân. Xuân mau về đây, xuân mau về đây, mong đợi xuân biến mới. Mình cố chúc
nhau công tòi danh thành vạn niên yêu khi thật nhai mình cùng chúc cho nhau phúc lộc vô biên mỗi năm mỗi thân bình yên. Hello Kitty, Pikachu and Gucci. Cái ba cái này. Ok, đủ chưa? Dạ đủ rồi. Dạ. Vậy là năm nay cô Na là có bao lì xì cho mọi người rồi đúng không? Có mà không có tiền, có bao thôi mà không có tiền. Bao lì xì dễ thương quá. À, vậy là năm nay là để xài hay là để tặng cho mọi người? Tặng cho bạn bè. À, chị nghĩ là em nên tặng cho ba mẹ anh chị em là được ưu tiên số 1 luôn á. Tại vì người ta nói thường là mùng 1 mình sẽ gửi bao lì xì, là gửi cái này là gửi cái lòng, coi như là mình nghĩ tới những người yêu thương mình đầu tiên, coi như là sẽ là chúc sức khỏe nè, rồi chúc may mắn nè, rồi chúc tình yêu gia đình đủ thứ hết trơn á. Thì mình sẽ gửi tặng như nếu như là cô Đào. Mùng 1 là mình tặng cho gia đình. Đúng rồi. Sau đó mới tặng cho bạn bè. Đúng rồi. Thường thường sẽ có câu là mùng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thầy, là ba người mình ưu tiên đầu tiên. Nhưng mà nếu là cô Đào á thì khuyên cô Na nhà mình á sáng mùng 1 ra là lì xì hết những người mình thân yêu, ba mẹ anh chị em nè, rồi sau đó mình đi ra mình mới sau đó bạn bè là khác lành. Ok. Rồi bây giờ sáng giờ mình đã đi đâu rồi nè? Mình đã đi chợ Bình Tây, chợ lớn. À, rồi mình đã mua trái cây, mình mua hạt dưa, rồi lì xì. Na bây giờ còn muốn đi chơi nữa không? Muốn. Ok, vậy thì cô Đào, cô Na mình cùng đi du xuân. Đông vui không? Dạ, bây giờ mình đang ở quận nhất đúng không? Đúng rồi, ngay ở trung tâm Sài Gòn luôn. Và nãy giờ cô Na đi, cô Na có thấy mình đang đi sau lưng là một vườn hoa, biết hoa gì không? Hoa mai. Dạ, đúng rồi. Mình hay nói là ở miền Nam mình sẽ đặc trưng là hoa mai. Rồi mình còn một cái loại hoa khác nữa mà rất là gọi là thể hiện đúng chất mùa xuân luôn. Cái hoa gì ngoài miền Bắc không? Hoa đào. Đúng rồi, như cái tên cô Đào nè. Đó, bây giờ cô Na, cô Đào đang đi du xuân tại trung tâm Sài Gòn luôn. Còn bây giờ là mình đi du xuân để biết cái đúng không rồi. Khí như thế nào. Dạ, mà trước khi mình đi du xuân em muốn là giống như người ta ở đây. Em giống người ta hả? Dạ. Là giống sao? Là em thấy là mọi người ở đây đang mặc áo dài thì em cũng muốn mặc áo dài. Trời ơi, cái tính này không có được nha. Thấy người ta đẹp cái mình bắt trước. Thích lắm nha. Được rồi, vậy thì bây giờ cô Đào và Selena, Cô Na chúng ta cùng đi lựa áo dài để mà du xuân. Chim én lượn bay nè, kia đồng xanh vàng mực cất ra đón mùa xuân. Ôi người ta lên mừng vui ngây ngất, ta mùa xuân ta về đây xuân đã hoa trên ngàn cây. Nóng quá và nóng lại mà đông mới vui đúng không? Ừ, đông mới vui nhưng mà nực quá. Bây giờ mình đi kiếm chỗ khác nữa đi. Rồi, đi. Như tối qua anh mang cho em chiếc áo dài hồng như cánh sen, em sẽ luôn trong giấc dịu dàng. Hình như tối qua anh thâu đêm gói bánh trưng xanh, khói hương tung bay bên nhà ai nghe mùa xuân đợi về đây. Mở cửa xa đón mùa xuân, mai vàng nở trên sân trời cao chim én lượn bay. Kia đồng xanh giờ vàng mực cất ra đón mùa xuân. Ôi người xa mới về mừng vui ngây ngất, tại mùa xuân đã về đây xuân đã hoa trên ngàn cây. Tình yêu trao dâng mê say. Nơi phương xa có ai mới về, mẹ già vui mừng thanh xuân run mắt lưng tròng. Hình như tối qua ai thôi đêm chưa phút sao thừa, nhắc chân dù cây hương nồng say ngày mùa xuân đã về đây. Mất cứ xa đó. Cô Na ơi, đây là bao lì xì hồi sáng mình có mua rồi. Cái đó là được làm sẵn. Còn ở đây á, mình đang có ông đồ
sẽ viết luôn những cái câu chúc hay là những cái tên mà mình mong muốn gửi tặng cho cái người nào đó thật là đặc biệt với mình. Cái này là mình sẽ viết bằng tay nè, còn cái kia thì là công nghệ rồi, nên là nó sẽ không có gì đặc biệt hơn. Đó là lý do vì sao mà mọi người sẽ tới đây để mà nhờ ông Đồ viết những cái câu chúc riêng dành cho những người mình yêu quý hơn. Đây là cái trong lắc đó mình làm. Từ cho con nha, chúc mẹ sức khỏe. Dễ thương quá. Cái này mà còn được gọi là viết thư pháp á. Thì bởi vì đây là người viết thư pháp, mình gọi là ông Đồ. Và ở đây á, mọi người sẽ tập trung ở đây rất là nhiều, được viết câu liễn, câu đối, câu chúc đó. Bây giờ em có thể viết tên em vô đây nha. Bây giờ cô Na sẽ tự viết tên mình lên bao lì xì. Bài ca của chú rể nhỏ, con chim non say mê hót, ôn liếng lo. Con mình nơi nâng câu hát, ôi a ôi a ôi a. Mùa xuân đã đến cho đời xanh tươi hy vọng, và em đã đến cho lòng anh vui nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho làn môi em tươi hồng. Chờ chị em hỡi, ta vẫn say trên xuân đầu. Hoa mai rạng rỡ trên phố, náo nức bao niềm mong chờ. Xuân sang bay thêm áo mới, trẻ thơ mừng vui hơn. Chào cô Nhung. Cô Nhung xà xinh nè. Bây giờ cô Nhung đang cứu xuân luôn hả? Cô Nhung đang vui xuân, cô Nhung dẫn mấy đứa con cô Nhung đi hội chợ Tết. Dạ, bây giờ con đang vui xuân. Con đang quay một chương trình chúc Tết cho khán giả của Đại Việt Face. Bây giờ cô có muốn gửi lời chúc cho khán giả không? Thì hôm nay cũng sẵn dịp, Phi Nhung xin chúc cho tất cả quý khán thính giả ở hải ngoại và cũng như ở trong nước một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, sức khỏe dồi dào. Và sau thì Phi Nhung xin chúc cho tất cả các ca sĩ của Trung tâm Tiếng Nga cũng như là bố già yêu dấu Nguyễn Ngọc Ngạn sẽ mau bớt bệnh, và tất cả các anh chị em nghệ sĩ của Trung tâm Tiếng Nga sẽ có nhiều show, thật là nhiều show, và Trung tâm Tiếng Nga sẽ có những cái idea đẹp để cống hiến cho người Việt Nam của chúng ta ở hải ngoại cũng như trong nước. Và xin gửi đến với tất cả các đồng hương của Phi Nhung khắp mọi nơi trên toàn thế giới một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài. Còn Cường thì sao? Năm Canh Tý thì con xin chúc cho tất cả các cô chú anh chị khán giả trong cũng như là ngoài nước một năm mới thật là nhiều sức khỏe, thành công với mọi điều mình mong muốn. Và con cũng xin chúc cho Trung tâm Tiếng Nga ngày càng thành công, và đặc biệt là chúc ông ngoại Nguyễn Ngọc Ngạn có nhiều sức khỏe để đồng hành cùng nhiều chương trình hơn nữa. Happy New Year! Con có bài rap. Con rap một bài cho khán giả ở trong và ngoài nước xem đi. Và con xin gửi tặng đến cho tất cả các cô chú anh chị một câu rap mà trích trong bài hát Xuân Hạnh Phúc của mấy mẹ con. Mừng năm mới, chào xuân Canh Tý, chúc tân niên có vạn niềm vui và những vả đẩy lùi. Thay vào là những lời yêu thương, năm nay Canh Tý nhiều may mắn, gửi chúc lời gió chuyển cho, mong mọi người tan hết sầu lo, bình an hạnh phúc chiến đò nhân gian. Selena đang du xuân ở Sài Gòn, hơn là gặp cô Thúy Nga. Cô có lời chúc gửi tới khán giả của Việt Face không? Lời đầu tiên, ba mẹ con của Thúy Nga xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Xin chào thưa cả nhà. Như mọi năm thường lệ thì Nga hay ở Mỹ và Nga đi diễn ở Mỹ. Nhưng mà năm nay thì là một cái mùa xuân, là Nga lại về Việt Nam và ăn Tết ở Việt Nam. Và cùng với gia đình hôm nay là cái ngày mà đi du xuân để chụp hình.
thì rất là có duyên khi mà gặp Selena, gặp chương trình mình đang quay hình ở đây, gặp được Selena ở đây. Mà năm nay thì là cô Thúy Nga lại ăn Tết ở Việt Nam. Mỗi năm thì Tết nào thì Thúy Nga cũng chúc Tết ở chương trình của Đài Việt Tết. Nhưng mà năm nay thì mình sẽ chúc Tết ở tại Việt Nam đi ha. Nhưng mà cô hỏi con nè, như con ở về đây lâu rồi, con có biết chúc Tết Việt Nam con chúc sao không? Bây giờ con mới biết chúc Tết, để con chúc tới mọi người. Con chúc cho con nghe coi. Selena chúc mọi người một năm canh tí, vạn sự như ý, tiền vô như nước. Ủa rồi hết rồi hả? Hết rồi. Oh yeah, con giỏi quá. Con giỏi hơn cô rồi đó. Năm nay thì năm canh tí, Thúy Nga có một câu chúc chút xí. Chúc mọi người năm sau cuộc sống sẽ luôn luôn nè may mắn nè, thành công nè, vạn sự như ý nè, nhà nhà luôn luôn đầy ắp tiếng cười nè. Và một cái điều mà cũng rất là quan trọng là tất cả mọi người trên toàn thế giới, bà con ở Việt Nam và hải ngoại và tất cả các nước nhớ luôn luôn ủng hộ và đón xem chương trình Thúy Nga Paris by Night. Tại vì ở trong chương trình đó rất là hoành tráng nè, có tất cả các ca sĩ nè, rồi có tất cả các anh chị em nghệ sĩ hài nè. Mà trong một cái năm mới mà mình muốn cho gia đình mình vui vẻ thì mình phải coi chương trình ca nhạc hài kịch thì cuộc đời nó mới nở hoa nha quý vị. Đây, và chúc cho bà con một năm mới luôn luôn gặp nhiều may mắn và thành công. Chúc mừng năm mới. Trong năm 2020, chú Quang Lê có gửi lời chúc Tết cho khán giả trong và ngoài nước không ạ? Yes, Happy New Year, Happy New Year. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Dĩ nhiên là có rồi. Ngày hôm nay Quang Lê rất là vui. Xin trân trọng kính chào khán giả của Việt Face TV, của Paris by Night, của Thúy Nga. Một năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn và thật nhiều tiền. Và tại sao chúng ta cần tiền? Bởi vì tiền là everything, là tất cả. Tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ. Đúng rồi. Là sức khỏe của tuổi già, là cái đài danh vọng, là cái lọng che thân, là cái cân của công lý, là cái trí của người đời. Tiền là everything, là tất cả. So, chúc quý vị thật nhiều tiền. Nhưng mà quan trọng hơn tiền nữa, đó là gì? Là sức khỏe. Bởi vì chúng ta nằm trên đống tiền mà chúng ta không có sức khỏe thì chúng ta sẽ không làm được gì cả. Cho nên sức khỏe sẽ đẻ ra tiền. Nếu có tiền không có sức khỏe thì chúng ta không có gì cả. Cho nên cuối cùng chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Bởi vì chúng ta có sức khỏe, chúng ta có tất cả. Happy New Year. Happy New Year. Cô Na ơi, em đi du xuân với chị, em thấy không khí Tết ở Sài Gòn như thế nào? Chị ơi, em thấy nó quá vui, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng cô Đào. Cả cô Na. Đi du xuân. Na ơi, em có lời nào muốn chúc tới khán giả nữa không nè? Trung tâm Thúy Nga Paris by Night xin chúc mọi người sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Happy New Year 2020. Con là Phi Như, con của mẹ Phi Nhung. Con chúc mọi người vạn sự như